tâm từ vô lượng, không tiêu trừ được các sự họa hại. Thưa Đại Đức, có phải từ vô lượng tâm có một oai lực rất to lớn? Tâu vần, có phải Đức Thế Tôn có thuyết rằng thầy tỳ khưu thực hành tâm từ làm cho sung mãn tâm từ sẽ có được 11 quả báo sau đây? Thứ nhất, ngủ được an vui. Thứ hai, thức được an vui. Thứ ba, không nằm thấy ác mộng. Thứ tư, được mọi người thương yêu. Thứ năm, phi nhân quý mến. Thứ sáu, thường được chư thiên hộ trì. Thứ bảy, lửa, thuốc độc, khí giới không làm hại được. Thứ tám, tâm nhập thiền một cách mau lẹ. Thứ chín, sắc mặt trần sáng, tươi tỉnh. Thứ mười, được bình tĩnh lúc lâm chung. Và thứ 11, nếu chưa đắc đạo quả, lúc chết được sanh về cõi trời Phạm Thiên. Điều ấy có chắc thật không, thưa Đại Đức? Tâu, đúng thật là vậy. Thế sao có một lần, Bồ Tát Suvarnasama ở trong Hy Mã Lạp Sơn tu tập từ vô lượng rất tinh tấn. Một hôm, Đức Bồ Tát đi múc nước dưới suối về nuôi cha mẹ, bị mũi tên độc của Đức Vua Kapila bắn trúng, đau đớn gần như chết, rồi ngã ra bất tỉnh. Thưa Đại Đức, người niệm tâm từ vô lượng, lý ra có thể ngăn ngừa được mọi điều họa hại, nhưng ở đây rõ ràng là tâm từ không có tác dụng, vô hiệu quả, không thể bảo vệ được sự an toàn sanh mạng. Vậy tu tập từ vô lượng xem ra không lợi ích gì cả. Xin Đại Vương hãy kham nhẫn, Bần Tăng sẽ giải thích. Trước đây, Đại Vương là một vị danh tướng đã nhiều lần xông pha trận mạc. Chắc Đại Vương thường hay mặc áo giáp chứ? Vâng, trước mũi tên hòn đạn, không có áo giáp, làm sao bảo vệ mình được? Thế Đại Vương có thường xuyên mặc áo giáp không? Chỉ khi ra trước trận mà thôi. Còn khi ngủ nghỉ, ăn cơm, nghĩa là trong doanh trại của mình thì không cần thiết. Khi ấy, nếu có kẻ địch bắn lén Đại Vương, chắc Đại Vương sẽ gặp nguy hiểm tánh mạng chứ? Vâng, chắc chắn là sẽ nguy. Đại Đức Na Tiền chậm rãi nói tiếp, tâm từ cũng như mặc áo giáp vậy. Tâu Đại Vương, khi mặc áo giáp thì có thể bảo vệ được sự an toàn, nhưng khi không mặc áo giáp thì có thể bị hiểm nguy. Bồ Tát Suvarnasama tu tập từ vô lượng, có thể tâm từ ấy rất sung mãn, nhưng khi Ngài xuống suối múc nước, lối đi treo leo hiểm trở, hũ nước lại nặng, nên thân thể sẽ bị mệt mỏi, đau nhức. Và khi mà mệt mỏi, đau nhức khởi sanh, thì tránh sao khỏi sự lơ là, thất niệm, không còn an trú ở tâm từ vô lượng nữa. Như vậy, mũi tên độc của Đại Vương Kapila bắn ra khi Bồ Tát Suvarnasama đã cởi áo giáp tâm từ nên bị họa hại là điều dĩ nhiên. Tâu Đại Vương, có thể là vậy lắm. Lại nữa,
Ví như tương truyền rằng ở cõi trời có một loại rễ cây kỳ lạ. Ai có rễ cây ấy thì biết tàng hình đi giữa đám đông người, không ai phát giác. Nó có công năng che mắt mọi người. Nếu khi không có rễ cây thì không thể tàng hình được. Lại nữa, ví như một cái hàng, một cái động có thể che mưa, đỡ nắng cho các hàng tu sĩ, đạo sĩ. Nhưng nếu lìa khỏi hang động, ngồi giữa trời, thì làm sao lại có thể tránh nắng, tránh mưa? Tâm từ phải thường xuyên được tu tập, làm cho sung mãn, thường được an trú, bất luận ngày hay đêm, thì chắc chắn 11 quả báo thù thắng như đại vương nêu trên nhất định sẽ trổ quả cho hành giả, và những họa hại do lửa, thuốc độc, khí giới sẽ được bảo vệ, ngăn chặn. Công năng của tâm từ vô lượng ví như áo giáp ngăn tên, như rễ cây tàn hình, hang động che nắng mưa. Chắc đại vương không còn hoài nghi nữa. Thưa vâng. Quả của thiện và ác nghiệp rất lạ lùng. Thưa đại đức, một nhóm người tạo thiện nghiệp, một nhóm người tạo ác nghiệp. Khi lâm chung, quả báo của họ như thế nào? Bằng nhau, khác nhau, nhiều ít ra sao? Đi chung đường hay khác đường? Xin đại đức bi mẫn chỉ giáo cho trẫm. Tàu, người tạo thiện nghiệp, khi lâm chung thì hướng mặt đi đến cõi trời. Người tạo ác nghiệp, khi lâm chung thì rớt xuống 4 con đường đau khổ nhất là địa ngục. Quả báo khác nhau rất rõ ràng. Kẻ đi lên, người đi xuống, làm sao lại có thể chung đường được hỡi đại vương? Có thật vậy không đại đức? Đọc kinh truyện, trẫm thấy quả của thiện ác nghiệp ấy rất lạ lùng, không giản đơn như đại đức nghĩ đâu. Xin đại vương hãy dẫn chứng. Vâng, chỉ nói riêng về Đức Phật và Đề Bà Đạt Đà thôi cũng đã không thể hiểu rồi. Đức Phật và Đề Bà Đạt Đà là đại biểu cho hai thái cực, một bên đại thiện, một bên đại ác, một bên trong sáng cao đẹp, thanh khiết, một bên bụi bặm, xấu xa, dơ uế. Theo lý nhân quả thì ai xuống, ai đi lên đã rõ ràng, ai được an vui, ai bị khổ, thật không cần thiết phải đem ra mình chứng nữa. Nhưng xin đại vương cứ tiếp tục. Vâng, trong rất nhiều kiếp, Đề Bà Đạt Đà lại có chức phận lớn hơn Đức Phật. Y báo, chánh báo đều tốt đẹp và sang cả hơn Đức Phật, có quyền hành địa vị sanh thú cao hơn Đức Phật. Là nghĩa làm sao? Có lạ lùng không chứ? Chẳng lẽ nhân quả thiện ác có chỗ bất minh? Xin đại vương cho ví dụ. Ví dụ như có kiếp Đề Bà Đạt Đà làm quân sư cho đức vua xứ Varanasi. Bồ Tát của chúng ta sanh ở trong giai cấp hạ tiện Chandala, làm nghề trồng cây,
có tài, làm cho xoài có trái sái mùa. Vậy thì thiện nghiệp của Bồ Tát ở đâu mà sanh thú lại thấp thỏi hơn Đề Bà Đạt Đà tạo ác nghiệp? Vâng, quả thật là có kiếp ấy. Vậy mà kiếp sau, Đề Bà Đạt Đà làm vua xứ Varanasi, Bồ Tát của chúng ta sanh làm con voi trắng có tên là Hạnh Phúc, để cho Đề Bà Đạt Đà cởi trên lưng như thế đó. Tàu quả có như vậy. Lại nữa, kiếp sau nữa, Đề Bà Đạt Đà sanh làm người, Bồ Tát sanh làm con khỉ chúa. Vâng, kiếp khác nữa, Đề Bà Đạt Đa vẫn làm người, con Bồ Tát sanh làm con voi chúa có sáu ngà, tên là Cha Đành Tá. Đề Bà Đạt Đa lại săn đuổi, bắn giết con voi chúa ấy để lấy ngà. Quả đúng vậy. Chưa hết đâu, kiếp sau đó nữa, Đề Bà Đạt Đà vẫn làm người, Bồ Tát sanh làm con chim Đà Đà, bị Đề Bà Đạt Đà giết chết. Tàu vần, kiếp nữa, Đề Bà Đạt Đà làm vua xứ Ca Xí, tên là Ca La Bú. Bồ Tát là một đạo sĩ tu hạnh nhẫn nhục, sao bị đức vua ấy giết? Đại vương nhớ túc sanh truyện vậy thay. Vâng, còn nữa, Đề Bà Đạt Đà tuy giết Bồ Tát mãi như thế, nhưng sanh lại vẫn làm người, tu đạo lõa thể có tên là Korambira. Còn Bồ Tát thiện nghiệp tốt đẹp đầu không thấy, lại sanh làm Long Vương có tên là Chandaraka. Xin đại vương cứ cho nghe tiếp. Vâng, sau đó Đề Bà Đạt Đà vẫn làm đạo sĩ có tên là Chalita. Bồ Tát làm con heo lớn có tên là Dakshaka. Tầu vâng, một kiếp nữa, Đề Bà Đạt Đà làm vua có tên là Uparipa. Bồ Tát của chúng ta may mắn được làm người dòng dõi Bà La Môn có tên là Kapila. Tàu vần, Đề Bà Đạt Đà vẫn được làm người có tên là Sama. Bồ Tát làm chúa loài thú có tên là Uru. Quả đúng vậy, Đề Bà Đạt Đà vẫn làm người là thợ săn tên là Surama. Bồ Tát sanh làm tượng vương, tên thợ săn kia đã theo cưa sừng Bồ Tát tới 7 lần. Thật là độc ác. Độc ác vậy, nhưng kiếp sau Đề Bà Đạt Đà vẫn được làm vua có tên là Lingala. Bồ Tát may mắn được làm người trí thức trong quốc độ ấy có tên là Vidura. Bần tăng biết. Còn nữa, sau đó không biết tại sao Đề Bà Đạt Đà sanh làm voi, giẫm chết Bồ Tát là con chim cút đẻ trứng dưới đất. Tàu vần, kiếp nọ, Đề Bà Đạt Đà lại làm vua xứ Brahmadatta. Bồ Tát là hoàng tử, con của đức vua ấy có tên là Paduma. Đức vua Brahmadatta đã quăng hoàng tử Paduma xuống hố sâu cho chết. Vâng, Đề Bà Đạt Đà ác độc thế, nhưng tiếp tục làm vua có tên là Mahapratapa. Đức vua ấy lại tìm cách giết con mình là Đông Cung Thái Tử có tên là Dhammapala, tức là Bồ Tát của chúng ta. Vâng,
đến đề, Đức vua Melanda chậm rãi nói: Người làm thiện được vui, người làm ác bị khổ là hoàn toàn sai lầm. Qua 16 ví dụ trên, rõ là Bồ Tát luôn luôn bị quả báo đau khổ hơn, dù Ngài làm việc đại thiện. Còn Đề Bà Đạt Đà tuy làm ác, nhưng vẫn nhẫn nhờ sùng sướng, vẫn ở trên Bồ Tát, nắm quyền sinh sát Bồ Tát. Đại Đức nghĩ thế nào? Chắc vẫn có kiếp hai người sanh thú bằng nhau, địa vị ngang nhau chứ? Vâng, một kiếp Đề Bà Đạt Đa làm giả xoa có tên là Adama, Bồ Tát cũng làm giả xoa có tên là Sudama. Cái tên dẫu khác nhau, một bên là phi pháp Adama, một bên là thiện pháp Sudama, nhưng cũng chỉ là thân giả xoa thôi. Tầu vần, có kiếp Đề Bà Đạt Đa làm người chủ thuyền, có 500 tùy tùng, Bồ Tát của chúng ta cũng y như thế. Tầu vần, kiếp kia Đề Bà Đạt Đà làm chúa đàn nai, có tên là Sakha, Bồ Tát của chúng ta cũng là chúa đàn nai, có tên là Nikotha. Tầu vần, kiếp nọ Đề Bà Đạt Đà là chủ buồng xe bò, có 500 tùy tùng, Bồ Tát cũng y như thế. Tầu vần, thưa Đại Đức, trong nghiên cứu tiền thân Phật không nhiều, nhưng chỉ đếm được 4 kiếp ấy là quả báo bằng nhau mà thôi. Quả báo bằng nhau trong lúc thiện và ác nghiệp khác nhau không là điều đáng nghi vấn sao? Vâng, thế có kiếp nào Đức Bồ Tát hơn Đề Bà Đạt Đa chăng? Không kể kiếp chót thành Phật thì chỉ có 2 kiếp. Xin cho nghe Tâu Đại Vương. Đó là một kiếp Đề Bà Đạt Đa làm tay thủ lãnh tên là A-la-tá, còn Đức Bồ Tát làm vị Phạm Thiên tên là Narada. Tầu vần, và kiếp áp cuối khi Bồ Tát Đại Thí Bổ Túc Bà La Mật làm Thái tử Vesantara, thì Đề Bà Đạt Đa làm Lão Bà La Môn Ăn Xin đến xin 2 trẻ. Tầu vần, còn kiếp cuối thì tương tự nhau thôi, Bồ Tát làm Thái tử Siddhartha, còn vua Suddhodana, Đề Bà Đạt Đa làm hoàng tử, còn vua Supabuddha. Đề Bà Đạt Đa xuất gia trong giáo hội của Đức Tôn Sư, đắc thế gian thiền, được ngũ thông, lại còn tìm cách giết Đức Phật, chia rẽ tăng già nữa. Như vậy, rõ ràng Bồ Tát sinh ở đâu, Đề Bà Đạt Đà cũng sinh ra ở đó, và chức phận, địa vị, sanh thú, tiền bạc, của cải, quyền lực của Đề Bà Đạt Đà luôn luôn là ở trên Bồ Tát, luôn tìm cách giết hại Bồ Tát, làm khổ Bồ Tát. Còn các kiếp Đề Bà Đạt Đà phước báo ít hơn hoặc ngang bằng thật không đáng kể. Nhưng các kiếp ấy, Bồ Tát cũng có ở yên với Đề Bà Đạt Đà đầu, vẫn bị Đề Bà Đạt Đà làm hại, làm khổ bằng cách này hay cách khác. Thưa Đại Đức, xin hãy giải nghi cho trẫm. Tầu vần, Đại Vương, nếu Đại Vương có ở trên tay vài chục hạt cát, thì vài chục hạt cát ấy so với cát ở sông Hằng thì thế nào? Không thể so sánh được,
vì cát của sông Hằng là vô lượng, vô biên, không thể đếm được. Cũng thế, là vài chục kiếp sống mà Đại Vương đưa ra so với vô lượng, vô biên kiếp sống mà Bồ Tát và Đề Bà Đạt đã trải qua. Đề Bà Đạt Đà không phải chỉ có làm ác ở trong các kiếp mà Đại Vương nêu ra, ông cũng làm thiện rất nhiều. Có nhiều kiếp ông làm kẻ thiện tâm, hằng giúp đỡ đến cho những người đói khổ. Vài kiếp ông làm chức xã trưởng đạo đức hiền thiện, đã giúp cho địa phương ấy phồn thịnh và hạnh phúc an vui. Đôi kiếp ông cũng làm cầu, làm đường, làm nhà nghỉ tạm cho thập phương, lập bệnh xá từ thiện, đào hồ nước và làm giếng nước ở nơi công cộng, lại còn biết cúng dường đến Sa Môn, Bà La Môn và bố thí cơm nước vật thực đến người hoạn nạn cơ bần nữa. Như vậy, các kiếp mà Đại Vương nêu ra không phải là những kiếp nối liền nhân của kiếp này làm quả cho kiếp kia, ấy chỉ là một số kiếp hy hữu mà Bồ Tát và Đề Bà Đạt đã gặp nhau, tạo oan trái với nhau như một con rùa mù ở giữa biển khơi. Lâu lâu, trăm năm, ngàn năm mới gặp được một phiến gỗ nổi, một bặm cây nổi. Sự gặp gỡ giữa Bồ Tát và Đề Bà Đạt Đa cũng hy hữu như thế. Bồ Tát gặp Đề Bà Đạt Đa chỉ có vài chục kiếp. Trong lúc Bồ Tát gặp Đức Xá Lợi Phất đến hàng ngàn, hàng vạn kiếp, khi thì làm cha con, anh em, ông bà, bạn bè, thân quyến, vân vân, thật không thể đếm hết được. Như thế, Bồ Tát trong các kiếp sinh tử quẩn quanh, không những chỉ gặp Đề Bà Đạt Đa, mà còn gặp Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, các vị trưởng lão, nói chung là cả hội chúng của Ngài nữa. Ở đây gồm người tốt, người xấu, kẻ thương yêu vừa lòng, người ngỗ nghịch ghét bỏ, hạng độc ác khó dùng, bậc thiện hiền đáng kính, đủ cả. Ví như dòng nước từ non cao chảy xuống biển khơi, đâu phải dòng nước ấy chỉ gặp những xác chết, sinh vật hôi thối, mà còn gặp đá sạn, củi rác, trầm hương, gỗ mục, cành lá, trái cây, chùm hoa, rong rêu, đủ thứ, đủ loại, vân vân. Làm thiện được quả báo tốt lành, làm ác bị quả báo hung dữ. Ấy là định luật nhân quả tất yếu, không sai trật. Vì ta không thấy hết, không biết hết, nên sinh ra hoài nghi. Ví như kiếp Đề Bà Đạt Đa làm giả xòa tên là Adama mà Đại Vương đã nêu ở trên. Giả xoa Adama là kẻ không trú trong pháp, là phi pháp, hành trược hạnh và ác đức, tuyên truyền hướng dẫn kẻ khác thực hành trược hạnh và ác đức, sái quấy như mình. Hết kiếp ấy, giả xoa đọa địa ngục A Tỳ đến 5-7 cô tí và 6 vạn năm. Cùng kiếp ấy, Bồ Tát làm giả xoa có tên là Sudama, là người trú trong pháp, khéo thực hành pháp,
làm việc thanh hạnh và thiện đức, rồi khuyên răn, hướng dẫn kẻ khác thực hành thanh hạnh và thiện đức như mình. Hết kiếp ấy, Dạ Xoa Sudama hưởng quả thiện báo ở cõi trời lâu chừng 57 koti và 60000 năm. Đại vương đơn cử một ví dụ như thế để đại vương thấy rằng đã vô lượng kiếp sau khi làm ác, Đề Bà Đạt Đà phải bị trả quả hung dữ, đau khổ như thường. Nhưng Đức Phật không thể kể hết đó thôi. Đừng vì không thấy hết, không biết hết mà đại vương nghi ngờ định luật nhân quả rất công bằng và rất phần mình kia vậy. Đức Vua Lành Đà im lặng dày lâu. Thế Đức Bồ Tát chuyên hành thiện mà sao vẫn bị quả dữ, thưa Đại Đức? Không, không phải vậy đâu. Bồ Tát tất là còn vô minh, phiền não. Còn vô minh, phiền não thì tránh sao được những hành động sai lầm. Do vậy, Ngài phải bị trả quả đau khổ tương ứng với hành động sai lầm của mình. Đấy cũng là điều tất yếu. Đã rõ, thưa Đại Đức.